Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại chương trình Bà Giai. Lời đầu tiên, Bà Giai xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Sau 12 ngày nỗ lực tìm kiếm bé trai ăn ngủ tại hiện trường, đội cứu hộ vẫn đang ráp rút tiến hành đưa nạn nhân nhỏ tuổi lên mặt đất. Tuy nhiên đến nay thì vẫn không có ai có thể là chắc chắn là em bé nằm ở đâu trong trụ bê tông. Công tác kéo lên được tiến hành khá là kỹ lưỡng. Sáng ngày 10 tháng 1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã cho biết, đêm ngày 19 tháng 1, hiện trường nơi mà bé trai 10 tuổi lọt sâu số bê tông có mưa khiến cho công tác cứu hộ phải gián đoạn. Tuy nhiên, đội cứu hộ vẫn bố trí mặt bằng, sắp xếp thiết bị và tổ chức chia ca đảm bảo công tác cứu hộ ngay khi mưa ngưng hạt. Do nhiều khó khăn khác nhau, đến nay kết quả vẫn chưa như ý muốn, cơ thể của Hào Nam cũng chưa được đưa lên mặt đất. Hiện tại, rất nhiều người theo dõi vụ việc này đang rất là quan tâm với những câu hỏi như là bao giờ thi thể của Hào Nam mới được đưa lên mặt đất. Đội cứu hộ đã tiếp cận và xác định vị trí của Hào Nam nằm ở đâu trong trụ bê tông chưa? Vì sao lại mất nhiều thời gian để giải cứu Hào Nam như vậy? Liên quan những vấn đề trên, các chuyên gia đã đưa ra nhận định về cơ bản thì kéo trụ bê tông chiều sâu 35m khỏi mặt đất thì không khó. Tuy nhiên mà để kéo cái trụ bê tông lên không tác động đến cơ thể của cháu bé phải là cái vấn đề. Bên cạnh đó thì trụ bê tông này có 3 đoạn nối mà các cái đoạn mới nối trụ này không đảm bảo khi mà kéo lên. Máy móc đủ sức kéo trụ bê tông lên nhưng mà các cái mối nối sẽ bị nứt và đoạn nằm dưới không ai chắc chắn là em bé nằm ở đâu. Vì vậy mà khi kéo lên rất là có thể là mối nối bị đứt và việc móc cái đoạn dưới lên còn khó hơn nữa. Vì vậy đến hiện tại cơ quan chức năng vẫn chưa tiếp cận được nạn nhân. Không ai biết chính xác vị trí của Hào Nam đang nằm ở đâu trong trụ bê tông. Các chuyên gia cho biết để bảo toàn thi thể của bé Hào Nam về bên gia đình, 11 bước rút trụ bê tông nên cho nên được hoàn thành chậm nhất trong 6 đến 7 ngày. Như đã thông tin, 11:30 ngày 31 tháng 12 năm 2022, Thái Lý Hào Nam 10 tuổi cùng với 3 người bạn chung xóm vào công trình cầu rọc sen nằm trên đường tỉnh 857 xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình để mà nhặt sắt. Khi cùng nhóm bạn đi qua công trình, Nam lọt trụ bê tông đã cắm sâu xuống đất khoảng 35m, trụ bê tông rỗng ở bên trong đường kính 25cm. Thấy vậy, nhóm bạn của Nam kêu cứu, những cái người có mặt tại công trình đến ứng cứu nhưng mà bất thành. Đến nay, công tác cứu hộ vẫn đang khẩn trương cùng với đủ máy móc thiết bị lớn được tập kết để mà đưa cháu bé lên mặt đất. Chúng tôi một lần nữa xin được gửi lời chia buồn đến gia đình của cháu bé và mong nạn nhân nhỏ tuổi sẽ sớm được trở về với gia đình. Những thông tin liên quan sẽ được Bà Giai liên tục cập nhật. Ngày 10 tháng 1, Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng đã cho biết công an quận đã có báo cáo chi tiết về vụ việc ông Nguyễn Viết Dũng gây thương tích cho nữ nhân viên Sài Gòn. Theo đó, qua điều tra, công an quận Ngũ Hành Sơn xác định khoảng 13:05 ngày 5 tháng 12 năm 2022, ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam cùng 3 người khác đến sân golf BRG chơi golf. Tại đây, sân golf cử 4 nhân viên, trong đó có chị NTAL, sinh năm 1990, trú tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, tham gia phục vụ nhóm khách. Chị L và chị H, người tính điểm cho ông Dũng, có tính có số gậy đã đánh vào lỗ của ông Dũng. Trong đó, chị L cho rằng chị H đã tính ến hơn một gậy cho ông Dũng, nên xảy ra tranh cãi. Sau đó, các cách chơi đã thống nhất điểm số theo chị Hạc Tình, yêu cầu không cãi nhau vì ảnh hưởng đến việc đánh gòn của khách. Nhóm khách tiếp tục sang đánh ở số 14. Tuy nhiên, ở hố số 14, khi mà khách bắt đầu chơi thì chị H và chị L lại tiếp tục cãi nhau. Thấy chị L cho rằng mình được tính hơn một điểm nên ông Dũng bực tức. Lúc đi ra sân gòn, trên tay cầm gậy, đến vị trí các nhân viên đang đứng khoảng 2m, ông Dũng nói: "Mới nói vậy, chẳng lẽ anh ăn gian thêm một gậy à?" Đồng thời cầm gậy gòn tung về phía chị L và chị H. Cú dung gậy hướng từ trên xuống trúng vào dành ngoài nón lá của chị L đang đội. Cây gậy trượt qua da dai của chị L và đập xuống mặt đất bị gãy. Sau khi xảy ra sự việc, chị L được đưa đến bệnh viện khám, kiểm tra và xác định bị chấn thương nhẹ phần mềm ở bả vai phải, được bác sĩ chỉ định về nhà theo dõi. Theo công an quận Ngũ Hành Sơn, căn cứ vào hồ sơ tài liệu thu thập được, xét thấy tính chất mức độ hành vi của ông Dũng là ít nghiêm trọng, có giám định tỷ lệ thương tích của Trung tâm Pháp y Đà Nẵng, xác định trường hợp này không có cơ sở để xét tỷ lệ thương tích.
Chị L cũng có đơn yêu cầu không khởi tố vụ án hình sự và đơn bãi nại toàn bộ sự việc về hình sự và dân sự. Do đó, công an quận Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định không khởi tố, khởi án hình sự trong trường hợp hành vi không cấu thành tội phạm. Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp cũng đã có công văn về việc thông báo quan điểm thống nhất không khởi tố vụ án hình sự. Sau đó, công an quận đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Dũng với số tiền là 6,5 triệu đồng về hành vi cố ý gây thương tích hoặc là gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Như vậy, vụ việc tác động vật lý đối với nữ nhân viên Sài Gòn đã được làm sáng tỏ. Trong thời gian tới, liệu ông Dũng có chính thức nộp đơn xin rút lui Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam? Nhiều người cho rằng hành động của ông Dũng không chỉ là hành vi vi phạm mà còn làm ảnh hưởng tới hình ảnh của cộng đồng Sài Gòn. Kính thưa quý vị, thời gian qua tình hình đăng kiểm, vấn đề khá nhiều người quan tâm thành chủ đề bàn tán khắp nơi, không chỉ là sai phạm tại các tỉnh thành phía Nam. Những ngày gần đây, một số trung tâm đăng kiểm ở phía Bắc cũng bị đình chỉ để điều tra. Không ngoại lệ, trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2903S ở Mỹ Đình, Hà Nội cũng vừa bị kiểm tra đột xuất liên quan tới vụ án nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phía Nam. Mở rộng vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khám xét phòng đăng kiểm xe cơ giới, cục đăng kiểm Việt Nam trụ sở tại Nam Từ Liêm, Hà Nội. Cụ thể là khoảng 10 giờ ngày 10 tháng 1, hàng chục công an xuất hiện và phong tỏa toàn bộ khu vực trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2903S nằm tại địa chỉ số 3 Lê Quang Đạo, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Và khoảng thời gian trên, lực lượng cảnh sát bất ngờ xuất hiện đồng thời phong tỏa toàn bộ khu vực trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2903S. Dù trước đó khoảng 9 giờ cùng ngày, hàng trăm xe ô tô nối đuôi nhau xếp hàng chờ vào trung tâm này để đăng kiểm. Tuy nhiên, ngay sau khi có mặt, lực lượng chức năng đã đề nghị chủ các phương tiện di chuyển khỏi trung tâm này để thực hiện công vụ. Trước đó, vào ngày 29 tháng 12, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh xử lý vi phạm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 9903D tại thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Theo cơ quan điều tra, các bị can tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 9903D đã nhận 6,5 tỷ đồng bồi trơn để đăng kiểm trái quy định. Theo đó, những bị can này nhận tiền để làm thủ tục nhanh các bước, đồng thời tạo điều kiện bỏ qua các lỗi kỹ thuật như là khí thải không đạt, đèn phanh không sáng thì bỏ qua, dẫn cấp đăng kiểm. Tính đến nay, công an trên cả nước tiến hành điều tra sai phạm trong hoạt động đăng kiểm. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh khám xét 14 trung tâm kiểm định, khởi tố 6 vụ án với 43 bị can liên quan tới hành vi nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác. Sau tất cả những hành vi sai phạm liên quan đến đăng kiểm bị phanh phui, cơ quan chức năng liệu có biện pháp gì để ngăn chặn được tình trạng này? Bà Giai sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin liên quan trong những video sau. Kính thưa quý vị, cũng liên quan tới hành vi sai phạm của các cán bộ vừa qua tại huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, một phó chánh văn phòng và một cán bộ y tế huyện đã bị bắt tạm giam, bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ. Hai cán bộ này đã bị sờ gãy như thế nào? Hãy cùng bà Giai theo dõi. Ngày 10 tháng 1, nguồn tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Khánh Vĩnh cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Minh Tùng, 45 tuổi, phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Vĩnh về tội nhận hối lộ. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Khánh Vĩnh cũng đã là khởi tố bắt tạm giam ông Trần Thiện Sinh, 39 tuổi, cán bộ khoa dân số thuộc Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa về tội nhận hối lộ. Cả hai bị can Nguyễn Minh Tùng và Trần Thiện Sinh cùng bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra xử lý về tội danh nêu trên. Trong sáng ngày 10 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Khánh Vĩnh cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của hai bị can trên và thu được nhiều tài liệu chứng cứ để phục vụ công tác điều tra xử lý theo quy định. Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Khánh Vĩnh, sau khi nhận được đơn tố giác tội phạm của công dân, đơn vị đã vào cuộc xác minh đối với hai bị can nêu trên. Sau quá trình điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ liên quan tới các hành vi vi phạm,
của các ông Nguyễn Minh Tùng và Trần Thiện Sinh, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Khánh Vĩnh đã ban hành các quyết định tố tụng đối với hai cán bộ trên. Diễn biến hành vi phạm tội và số tiền hai bị can nhận hối lộ vẫn chưa được cơ quan điều tra thông tin chi tiết. Liên quan tới trường hợp của ông Nguyễn Minh Tùng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Vĩnh đã chủ động bố trí các bộ phù hợp để xử lý công việc tạm thời, hy vọng rằng vụ án sẽ sớm được sáng tỏ. Đây cũng là bài học cho tất cả các cán bộ quản lý trong giải quyết công việc. Sai một ly, đi một dặm là thực tế hoàn toàn có thể xảy ra. Kính thưa quý vị và các bạn, những tưởng sau hơn 3 thập kỷ trốn truy nã, đối tượng gây án năm nào đã bị quên lãng. Thế nhưng, thay tên đổi họ, đổi nơi ở cũng không thoát khỏi sự trừng phạt cho hành vi phạm tội. Đó là đối tượng 63 tuổi, ngụ tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, bị bắt sau 34 năm lẩn trốn về hành vi giở trò đòi bại cướp tài sản. Chiều ngày 19 tháng 1, Công an tỉnh Thanh Hóa đã cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Nam, 63 tuổi, ngụ tại huyện Quảng Xương sau 34 năm lẩn trốn. Theo tài liệu của công an, chiều ngày 29 tháng 8 năm 1988, Nguyễn Văn Nam đã khống chế đưa chị NTM, ngụ tại huyện Long Công, tỉnh Thanh Hóa, xuống bờ đê ở cầu Ghép để giở trò đòi bại, đồng thời dùng dao đe dọa cướp 12.000 đồng. Sau khi gây án, Nam đã lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam và công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh truy nã đối với Nguyễn Văn Nam về tội cướp tài sản và làm nhục người khác. Quá trình lẩn trốn, Nam đã sử dụng giấy tờ tùy thân của người cùng thôn đã tử vong và đổi tên thành Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1959, xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, để vào phường Thống Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để sinh sống cho tới tận bây giờ. Sau 34 năm lẩn trốn bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào tháng 12 năm 2022, công an thành phố Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nam khi đang lẩn trốn tại thành phố Vũng Tàu, đồng thời di lý đối tượng về Thanh Hóa an toàn để phục vụ công tác điều tra. Đây là minh chứng rõ nét cho cái câu nói lưới trời lòng lòng, tuy thưa mà khó thoát. Dù có giả trốn truy nã tới đâu, những cái thực hiện hành vi phạm tội thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Tiếp tục bản tin sẽ là những thông tin liên quan tới một cái vụ án mạng xảy ra cách đây hơn 10 năm trước, ngay tại thủ đô Hà Nội. Cho đến nay, tòa án đã chính thức tuyên phạt các đối tượng. Những tình tiết trong vụ án vẫn khiến cho nhiều người không khỏi rùng mình. Ngày 10 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Lê Tấn Thành, sinh năm 1989, Ba Đình, Hà Nội, về tội giết người. Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, vào cuối năm 2011, Lê Tấn Thành có mâu thuẫn với anh Quy, sinh năm 1976, Đông Đa, nạn nhân trong vụ việc. Thành đã nảy sinh ý định xử lý anh Quy để trả thù. Rạng sáng ngày 5 tháng 9 năm 2012, Thành đi vào ngõ 898 đường Láng, Đông Đa, Hà Nội thì thấy anh Quy đang ngồi ăn bên. Lê Tuấn Thanh liền gọi cho Bạch Nhật Quang, sinh năm 1989, tại Tây Hồ, Hà Nội để nói về cái việc lấy đồ đánh anh Quy. Nhật Quang gọi Thanh ra quán ăn đêm ở Cầu Giấy. Tại đây, Thanh gặp Nhật Quang đang ngồi ăn cùng với Lê Quang, sinh năm 1986, Ba Đình, Hà Nội. Hoàng Anh Đức, sinh năm 1986, Ba Đình cùng với một số người khác. Sau khi trình bày mâu thuẫn với anh Quy, Lê Quang nói việc của anh là việc của em cứ ở đây để em đi giải quyết cho nó biết mặt. Sau đó, Lê Quang và Hoàng Anh Đức cầm theo hai vật sắc nhọn đi tìm Quy, còn Lê Tuấn Thành ngồi lại quán ăn đêm ở Cầu Giấy. Hoàng Anh Đức được giao vai trò chỉ điểm anh Quy cho nhóm Nhật Quang và Lê Quang. Đến ngõ 898 đường Láng, được Hoàng Anh Đức chỉ điểm, Nhật Quang và Lê Quang đã dùng dao chém anh Quy, sau đó Nhật Quang và Lê Quang bỏ đi và dứt hung khí xuống hậu. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng. Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Lê Tuấn Thanh 20 năm tù về tội giết người, tổng hợp với hình phạt 17 tháng 12 ngày tù về tội gây rối loạn trật tự công cộng trước đó của bị cáo. Tổng hợp hình phạt cho bị cáo Lê Tuấn Thanh là 20 năm 17 tháng và 12 ngày tù giam. Mọi mâu thuẫn đều có cách giải quyết văn minh và hợp lý. Nếu mà như năm đó Lê Tuấn Thanh bình tĩnh giải quyết tình huống thì có lẽ là không ai có thể bỏ mạng và không ai vướng vào dòng lao lý. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả các bạn trẻ. Không thể chỉ vì một phút nông nổi mà bản thân phải trả giá quá đắt. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây
trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xuất hiện một vụ án mạng nghiêm trọng. Đáng chú ý là sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn vào rừng, gây khó khăn không nhỏ đối với lực lượng công an trong quá trình truy bắt. Ngày 10 tháng 1, Công an tỉnh Lào Cai thông tin về việc bắt giữ đối tượng đoạt mạng người xảy ra tại huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 7 tháng 1, sau khi đi hái quả rừng về nhà ăn cơm tối, Ly Sai Sứ sinh năm 1972, trú tại thôn Lao Trại, xã Yên Tỷ, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, xảy ra mâu thuẫn với anh LTX sinh năm 1981, trú cùng địa chỉ trên. Đỉnh điểm của mâu thuẫn, Ly Sai Sứ đã dùng dao rửa truy sát và tác động anh LTX. Hậu quả sự việc khiến cho anh LTX tử vong tại chỗ. Sau khi thực hiện hành vi sát hại người, đối tượng Ly Sai Sứ đã cầm dao bỏ lên rừng của xã Y Tý để trốn tránh lực lượng công an. Nhận diện đây là tội phạm giết người đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận, nghi phạm không chỉ thông thạo địa bàn mà còn mang theo hung khí bên người, nên khi bị dồn tới đường cùng có thể là làm ra nhiều việc nguy hiểm đến tính mạng của người dân. Trước tình hình trên, công an xã Y Tý đã bố trí lực lượng, lập tức lần theo dấu vết của Ly Khai Sứ để lại để truy bắt. Quá trình truy tìm nghi phạm gặp nhiều khó khăn, lúc này trời đã về đêm. Nhiệt độ rừng núi cao biên giới xuống rất là thấp, gió rét, buốt người, việc tìm kiếm giữa rừng già là không dễ dàng. Tuy nhiên, với quyết tâm cao nhất sau 2 giờ đồng hồ tìm kiếm, công an xã Y Tý đã khống chế được Sứ đang lẩn trốn ở trong rừng. Công an huyện Bát Sát đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Chưa rõ mâu thuẫn giữa hai người là gì, nhưng mà cái hành vi manh động của thanh niên chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Và bây giờ bà Dài xin tạm dừng tin tức ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn phần tin tức tiếp theo.